Em xin mời diễn viên Ngọc Nga ạ. Em xin mời chị Ngọc Nga cũng sẽ tiến vào khu vực chụp ảnh lưu niệm. Và hiện tại diễn viên Thái Vũ đang đồng hành cùng với những người bạn thân của mình để sẵn sàng diễn ra diễn viên Thái Hòa. Và vì lý do cá nhân thì một số diễn viên của chúng tôi cũng chưa thể đến đây kịp thời để có thể giao lưu gặp gỡ cùng với tất cả quý vị khách quý. Cũng mong tất cả quý vị cũng sẽ thông cảm. Những ngày hôm nay với sự đón chào mong chờ đến từ rất nhiều phóng viên đến từ các kênh truyền thông, hy vọng là nhà sản xuất, đạo diễn và các diễn viên cũng sẽ có những chia sẻ và chia sẻ dành cho tất cả mọi người để giải đáp mọi thắc mắc và đặc biệt là những trích đoạn mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong buổi chiều này. Và chỉ còn chút nữa thôi, chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị khách quý chúng ta di chuyển vào rạp số 2 với một lối đi duy nhất. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ di chuyển vào trong rạp số 2 với lối đi.